Thôi đi với má con. Đã nói là đi với má mà. Mày ở đây, ổng có nuôi nổi mày đâu. Khóc cái gì, nín. Mày mà còn khóc, tao không có cho ổng qua thăm đâu. Đi lẹ đi. Bà nhớ qua thăm con nha. Chúng tôi buôn bán nơi này á là nhờ miếu bà. Bà độ giúp bà con chúng tôi buôn bán được. Còn bây giờ mà đòi dẹp cái chợ này thì bà con chúng tôi á làm ăn ở đâu? Nhưng mà dẹp chợ này á thì sẽ lập chợ khác cho bà con buôn bán mà anh. Buôn bán cái con khỉ gì. Tụi tôi buôn bán ở đây á là nhờ khách thập phương lên viếng miếu bà. Chứ dọn đi nơi khác thì buôn bán cho ai? Thôi bây giờ hai người có muốn tôi chở lên miếu bà không? 50.000 một người, cả đi lẫn về. Ê, nhót. Mày ấm ức việc gì làm ơn mày nói ra đi. Mày đi tới lui hồi mày đập anh chành cái tủ bây giờ. Cuối cùng cái chợ Chòm Hổm nó không bị dẹp, còn muốn cái gì nữa? Quan trọng không phải là cái chợ bị dẹp hay không, mà là những đứa buôn bán ở đó. Tao phải làm sao kích động tụi nó không có đồng ý chuyện mở đường. Như vậy thì chết cha mình rồi. Cái bọn ở xã nó buôn bán thoải mái như vậy, mày có nước húp cháo. Tao không có làm nha. Đừng có nhìn tao kiểu đó à. Mày nghe đây. Từ nay số ngày cấm dân vào miếu sẽ gia tăng lên. Có thể mỗi tuần sẽ có 2 ngày để cho bà ngủ. Mày khùng hả thằng điên? Bà ngủ gì lâu vậy? Ngủ gì tao húp cháo hả? Tao không cần biết mày húp cháo hay là mày húp cái gì. Mày mà không làm theo ý của tao thì mày mua sẵn cái quan tài đi. Nói gì vậy? Thầy sao nói như vậy đó hả? Dạ. Thầy tôi nói báo cho ông là ông biết liền. Chuyện này tao đã biết từ lâu rồi. Vậy là ông đâu có kế hoạch chơi tụi nó đúng ngày khởi công rồi đúng không? Tao chẳng chơi ai hết. Tao đâu có ngu, tao đâu có muốn vô tụ. Tao là người dân lương thiện mà. Ông nói vậy là sao? Là mọi chuyện vẫn bình thường. Bọn họ có muốn khởi công á thì cứ việc khởi công. Còn nếu như bọn họ có muốn đập miếu bà á thì thầy trò mày á khăn gối mà dọn đi nơi khác đi. Ông nói như vậy tôi có nghe lộn không? Không có lộn gì hết. Mày về báo lại với thầy của mày á, nói là tao nói như vậy đó. Biến đi cho tao ngủ. Anh đeo khẩu trang về sao uống cà phê ba ve? Trời, cô bị trang kiểu này mà cô nhìn cũng ra nữa hả? Anh có quá ra cho, tôi cũng nhìn ra anh nữa. Sở dĩ tôi làm kiểu này á là tại vì tôi tránh mặt ông An. Ổng mà gặp tôi ở đây á, ổng cho tôi ăn axit luôn á. Không có đâu, anh lo xa quá à. Nhưng mà nói gì nói chứ hôm nay tâm trạng tôi vui nha. Vui gì vậy? Công trình được duyệt rồi. Thiệt hả? Ừ. Mấy bữa nữa tôi đi lên công trình rồi. Tôi đến đây là để tạm biệt cô nè. Chắc là lâu lắm á tôi mới có dịp uống cà phê ở đây. Ê, vậy còn lời hứa của anh với tôi làm sao? Hứa gì? Thì anh hứa cho tôi đi theo mọi người. Thì từ lúc đầu tôi hứa là chừng nào tôi đi làm công trình đó thì tôi dắt cô đi theo tôi làm. Nhưng mà giờ xíu phút đâu cho đâu, bó tay luôn rồi. Vậy là tôi không được đi theo á hả? Bây giờ tôi hỏi lần cuối, anh có cho tôi đi theo không? Không được. Vậy thì lo mà trả tiền thiếu tôi đi nha. Ủa kỳ vậy? Người lớn chơi chuyện này sợ qua chuyện kia là sao? Anh uống gì anh? Cho tôi ly cà phê. Mà nè, nghe là cô muốn làm việc công ty xây dựng hả? Sao anh biết? Chuyện đó cô không cần quan tâm. Tôi có thể giúp được cô. Tôi là đội trưởng công trình ở đó. Hả? Anh giúp tôi hả? Vậy là anh nhận tôi rồi á hả? Không, tôi không thể nhận cô được. Tại vì cô là nữ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không đảm trách được. Nhưng mà tôi có thể giới thiệu cho cô một người. Ai vậy? Đó là Kiều Quang, con của tổng giám đốc công ty xây dựng Hoàng Kim. Cô ta là giám sát công trình này. Chỉ cần cô ta gật đầu một cái, cỡ thần phúc hả, cũng không dám lên tiếng. Vậy thì hay quá. Vậy anh giới thiệu cho tôi gặp cô Oanh đi. Được. Chị đúng 7 giờ sáng mai á, cô có mặt ông ty Hoàng Kim. Có gì á, tôi giới thiệu cô gặp cô Oanh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy ly cà phê này tôi mời anh nha. Sao tự nhiên tên này tốt đột xuất vậy trời? Ngày mai mình phải theo bảo vệ cô Linh mới được. Cái mặt nó còn cũ hơn cái đồng hồ nữa, mà nó lấy, nó lao cái đồng hồ hoài. Mệt. Anh Bạch. Anh Bạch. Hả? Nhưng mà cô ấy là nữ giới, anh biết là không thể theo công trình được mà. Sao lại không? Em không có biết là cái tầm quan trọng của người phụ nữ nó như thế nào đâu. Bất cứ công việc nào á cũng cần một bàn tay của người phụ nữ. Giống như là nấu cơm nè, chăm sóc người bệnh nè. Với lại lâu lâu anh em làm cực quá thì phải cần có một người phụ nữ để mà tâm sự, tâm tình với nhau, để cho nó giảm stress á. Nhưng mà tôi chỉ sợ xảy ra những chuyện không hay cho cô ấy, rồi mình biết ăn nói sao với gia đình người ta. Cái này á thì Oanh có thể yên tâm. Anh đảm bảo với Oanh là không để bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Anh thừa biết là trong những đám công nhân có những thằng là nó bậy bạ, nhưng mà số người đàng hoàng có nhiều hơn chứ. Giống như anh vậy nè. Với lại có anh ở đó, không lẽ để tụi nó làm bậy làm bạ sao? Đúng không? Thôi được rồi, anh cho tôi gặp cô ấy đi. Để anh ra ngoài, anh gọi cổ vô nha. Kỳ này mình có kịch để coi rồi. Hai cô nàng mà ẩu đả với nhau hả, thì thằng Phúc nó hết đường làm việc luôn. Nè, cô suy nghĩ kỹ chưa? Chứ tôi nói thiệt nha, cái nghề này cực lắm. Cái nghề này của đàn ông mà. Chưa hết đâu nghe, mai mốt khi mà cô được nhận á, vô trong đó là rừng thiên nước độc. Cô có nghe người ta nói không? Giang hồ thất lạc, vô phương kiếm, mệt mỏi lắm á. Thôi anh đừng có nói nữa. Tôi đã nói là tôi suy nghĩ kỹ rồi. Vấn đề ở chỗ là không biết cô Oanh có chịu gặp tôi hôm nay nè. Nếu cô quyết định vậy thì hên xui. Hên xui gì mà hên xui. Cô Oanh đồng ý gặp cô rồi đó. Cô vô trọng đi. Dạ. Thiệt hả? Cảm ơn anh. Cô không thể vô đó một mình được đâu. Để tôi đi với cô ha. Ai kêu anh vô? Nhìn kìa, qua mày luôn mày. Cái thằng này nó làm cái trò gì vậy trời? Mời vào. Vô đi. Vô. Chào cô. Dạ, chào sếp. Mời chị ngồi. Dạ. Chị cũng biết rồi đó, nữ không thể đi theo công trình vì có những lý do tế nhị. Tôi biết, nhưng mà tôi là người đã từng trải, tôi sẽ biết tự bảo vệ cho mình. Với lại có anh Ba Gia với lại anh Phúc bảo vệ cho tôi, chắc không ai làm hại tôi đâu. Đúng rồi sếp. Nói chung là sếp đừng lo lắng quá. Em cũng biết là trong đám công nhân có nhiều đứa không được đàng hoàng giống như em. Chính vì vậy em chuẩn bị kỹ rồi. Em sẽ xây cho cô Linh một cái láng riêng, sau đó em mua một cái ổ khóa bự chà bá vậy nè, với một sợi dây xích bự chà bá vậy luôn. Cái em khóa, em nhốt cô Linh ở trong làm việc, không ai xâm nhập được luôn. Vậy đúng rồi đó. Chị học hết lớp mấy rồi? Dạ tôi đã học hết lớp 12. Vậy thì ngoài nấu ăn chị còn biết làm gì nữa? Ngoài nấu ăn ra tôi còn biết đánh vi tính nữa. Tôi nói thiệt, nếu mà chị muốn theo công trình á thì chị phải theo tới cùng, chứ chị mà bỏ ngang giữa chừng á thì chúng tôi kiếm người khó lắm. Dạ không có đâu. Nếu mà cô Oanh nhận tôi á là tôi về dẹp quán cà phê luôn, xong là tôi đi theo mọi người. Hứa nha, hứa nha, một đi là không trở lại đó. Không phải, ý tôi nói là cô đã làm, đừng bỏ giữa chừng, thấy cực quá trở về bán cà phê là chết tôi luôn. Lúc đó kiếm người mệt lắm biết không. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận chị. Ban ngày thì chị nấu ăn hàng ngày, còn buổi tối thì chị báo cáo tiến độ công trình cho tôi. Dạ dạ, cảm ơn cô Oanh. Cảm ơn cô Oanh. Sao kỳ vậy sếp? Cái vụ mà báo cáo tiến độ công trình là của đội trưởng Bạch mà. Tôi muốn xem báo cáo cả hai người để so sánh tiến độ công trình. Được chưa? Hay. Sếp kỹ tính vậy là hay lắm. Sếp là đỉnh của thông minh. Alo. Ừ. Hả? Tôi tới liền. Dạ, thằng bạn em nó bị tai nạn, bây giờ phải ra cứu nguy nó. Sếp, hai người ở đây nói chuyện vui vẻ nha. Em đi. Sao bị tai nạn đột xuất vậy? Công trình cũng không ở xa lắm. Tranh thủ cuối tuần con về nhà chơi với ba má nghe. Dạ. Sao mày không đi mẹ luôn cho rồi đi, con về làm gì? Con nói cái gì vậy An? Con nói nó đó. Lúc trước mày không chết theo ba má mày thì hôm nay á mày đi đường cũng chết à? Trời ơi là trời, con nói kiểu gì lạ vậy? Tại sao lúc nào con cũng muốn gây sự với Phúc vậy? Anh con nó có làm gì con đâu. Chính nó đã dụ con Linh đi theo nó đó. Má không biết thì thôi. Linh nào? Phải cô gái con dắt về đây giới thiệu không? Chứ còn gì nữa. Nhưng cô ta nói cô ta không phải là bạn gái của con mà. Nó là bạn gái của con. Nhưng bây giờ á, Linh đã đi theo nó lên công trường rồi. Cô ấy muốn đi theo công trình nhưng anh không có nhận. Mày tốt quá ha. Tao nói cho mày biết, nếu Linh đi theo mày lên công trường, tao đốt công trường của mày. Trời ơi trời, không biết khi nào mới hết khổ với thằng này nữa. Còn với cái bánh tình kỳ cục quá à. Trời ơi, quẹo nữa hả? Ừ. Trời đất ơi, mà ông chở tôi đi đâu? Ông phải nói cho tôi biết chứ. Là ông chở tôi đi bán cho mày miền rồi sao? Trời ơi, ai mua mày mà bán? Đừng khi dễ nha. Tôi mà bây giờ ra đứng giữa chợ một cái, ngoắt tay là có người đem về nuôi liền. Mày nói nhiều quá. Tao chở mày đi thăm cô gái tao. Hả? Thăm gái anh hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Không ngờ nghe, không ngờ anh cũng là một người cha thương con vô bờ bến lạ. Tần cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước rói đậu nguồn suốt đời. Trời ơi, sao giọng ca dạo này nó yếu dữ vậy trời? Mày đừng có ca được không? Mày ca tao ói luôn. Mày để tao lái, tập trung lái tí xíu. Mày mà ca tao phân tâm một cái á là bị tai nạn luôn á. Không lẽ giọng ca tôi là thảm họa dữ hả? Còn hơn nữa. Thôi mệt quá, chạy đi ông nội. Khổ ghê. Nó quỷ rớt cái mâm đó. Đâu nhà nào đây nè? Trời đất ơi, cái nhà to đùng vậy hả? Ừ. Hèn chi cái thằng Tây Môn Khánh có nhà to đùng, nó rước con Phan Kim Liên không, con Phan Kim Loan vợ của ông theo thằng đó là đúng rồi. Mày nha, im bỏ đi. Giờ sao đây? Bây giờ không có ai ở nhà. Chỉ có Yến cô gái tao thôi. Vợ chồng nó đi đâu mất tiêu rồi. Ừ rồi sao? Đi. Ông làm gì vậy? Ám hiệu của cha con tao. Ám hiệu là phải bấm. Ê, nó ra kìa. Con gái, bà đẻ. Con lướt không được, má khóa cửa rồi. Điện dây xuống cho bà. Để con một chút, để con lấy dây. Ủa, đi, nhốt nó nhà vậy hả? Ừ, nó vậy á. Nhanh con. Trời ơi, có dây luôn. Hay quá. Kéo bịch này lên phải không? Rồi, bỏ tiền vô. Rồi, lẹ lên. Đó, xong. Con phải, lẹ lên. Rồi, xong. Rồi, kéo đi con, kéo, rồi, kẹt. Ê, nó kẹt. Ê, nó dướng rồi kìa, nó dướng rồi. Liều lên. Bà, tôi lại hả? Lẹ đi. Thiệt khổ ghê. Trời ơi, thằng con giống điên trộm á. Kéo lên con, kéo. Rồi, kéo. Hoài. Tôi thăm con với ông, có ngày chắc tôi đi nhập viện quá. Thiệt khổ ghê. Anh Nam. Đang nướng luôn. Nghe nói ngày mai tụi công trường đến đây phải không? Không phải tới đây mà tới chân núi đó. Như vậy mày cũng biết vụ này hả? Mày nghĩ sao mà tao lại biết sao mày? Ừ? Vậy mày tính sao? Tụi nó xây xong con đường là tao với mày đi ăn mày đó. Mày chết nhát hả? Xin đi theo tụi nó đi. Nè, tao đến đây là để nói chuyện đàng hoàng, chứ không cho xỏ lá kiểu vậy nha. Vậy chứ mày làm được con mẹ gì? Chỉ có cái gì kích động người dân thôi. Để tụi nó không cho bọn làm đường lên núi, mà mày làm cũng không xong. Chết mẹ đi cho rồi. Vậy còn mày thì sao? Ừ? Cái việc mua chuột của mày trên quỹ ban có làm được không? Tao mà đáng chết thì mày cũng đâu có đáng sống. Mày thôi được rồi, việc tụi nó lên đây thì cứ việc lên, nhưng phải mất một thời gian thì mới khởi công. Lúc đó thì tao tính sao? Mày tính sao thì tính, miễn là tụi nó đừng có phá miếu tao là được rồi. Cuộc đời tao giống như cái ngọn đèn này, ai mà làm tắt nó, tao liều mạng với thằng đó. Khốn nạn, nó chỉ biết nghĩ đến nó thôi. Cái miếu mà được giữ lại thì mày cũng đừng không có cửa ở đó nghe con. Tao biết mày muốn dẹp tao để chiếm lấy cái miếu bà, nhưng đừng hòng. Ngày nào biết chắc cái miếu bà không bị mất thì ngày đó mày khăn gói vào khám nha con. Ô trời ơi, rừng núi bao la, từ đây cả Giang Sơn này là của chúng ta. Trời ơi, sướng quá. Ê, sếp. Cái gì? Ủa mấy này lại gì đây? Lại gì vậy sếp? Là chỗ ở, sẵn là chỗ làm việc luôn đó. Nói vậy là em bị lừa rồi. Sếp nói với tôi là lên đây tiêu chuẩn ở 5 sao mà. Tôi thấy tiêu chuẩn ở đây không phải là 5 sao đâu, mà tới 1000 sao lận đó. Buổi tối anh ra đây trải chiếu nằm ngủ là thấy liền à. Ngủ cho trúng gió hả? Từ trước giờ tưởng cô hiền lành, hôm nay ai ngờ cô cũng dữ dằn vậy. Bây giờ anh biết cũng đâu có muộn. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mọi người mang đồ vô láng đi, từ ngày mai bắt đầu làm việc luôn đó. Gì? Mình làm gì sếp? Sếp giỡn hoài. Ở giữa rừng bao la bát ngát vậy mà chỉ có mấy người tụi mình. Rồi ở đây không thấy ai sao mà làm. Yên tâm đi, ngày mai anh em công nhân lên sau, khi mà có đủ người chúng ta bắt tay vào làm việc luôn. Bây giờ mình vô láng đi. Phương Linh, em ở láng đằng kia nha. Dạ. Nếu có gì thì hú tụi anh liền. Dạ. Còn anh Năm? Dạ. Cuối láng. Phòng em có máy lạnh không sếp? Máy lạnh thiên nhiên. Ông rảnh quá, mệt quá, đi về đi ông nội. Rồi theo tôi. Khổ ghê. Khổ quá. Trời, ở đây thiệt hả trời? Coi nào, nửa đêm ngủ thức dậy thấy nguyên con cọp, nó nhìn nó cười hiểu trời. Vậy có vô không? Vô, ở đây cọp ốm em luôn. Bà Bảy, bà có hay về cái vụ làm đường không? Họ mà làm đường thì tốt chứ sao. Thì tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà người khác không nghĩ giống mình. Người khác là ai? Thì cái bà Năm ở xóm trên á. Cái bà này ngộ thiệt á, bà đâu có liên quan gì tới chuyện ở chợ Chòm Hổm đâu. Vậy mà bà phản đối, tôi cũng hiểu bà luôn á. Nhưng mà bà Năm làm sao ngăn chặn được? Đây là ý kiến của nhà nước mà. Thì bởi vậy một mình bà sao bà làm? Bởi bà mới lôi cái tụi đầu trâu mặt ngựa đó xuống đây, làm cho tôi bực mình hết sức. Những người hiền lành như mình đâu dám nói, cho nên những người dữ dằn họ mới làm tới. Bữa trước tôi nói có mấy câu mà nó có kêu người tới đánh tôi rồi đó. Nhưng mà tôi tin cái con đường này sớm muộn gì cũng phải làm xong thôi, đâu có để cho bọn người đó lộng hành hoài vậy được. Dạ con chào cô Mười. Ủa con mới về đó hả? Dạ con mới về hôm qua. Ủa rồi con ở chơi lâu không con? Dạ con về 3 tháng hè. Rồi có tính chuyện mừng ăn gì không con? Hay là mày cưới vợ luôn đi, để cô Mười làm ai luôn cho. Dạ. Con nghe mọi người bàn tán là con đường xuyên rừng sắp được mở phải không dì? Con định trong thời gian hè này con xin làm công nhân ở đó. Làm công nhân cầu đường cực lắm con ơi. Con biết chứ, nhưng mà trong thời gian hè này con đâu có việc gì đâu làm. Làm công việc mở đường này vừa giúp đỡ cho dân địa phương, vừa kiếm tiền đóng học phí nữa. Trời, Cái thằng nói chuyện dễ thương hết sức. Trời ơi, cái đám thanh niên ở xóm mình á, mà đứa nào biết suy nghĩ với thằng này á là tốt biết bao nhiêu. Anh đây, có chuyện gì vậy? Anh Phúc ơi, anh Út không biết đi đâu nữa, mà đi ra ngoài lâu lắm rồi chưa thấy về nữa. Sao em biết? Trước khi đi á, ảnh có mượn em cây đàn pin. Ủa ai mượn gì của cô à? Không phải, anh Út á mượn tôi cây đàn pin, mà ảnh đi tới giờ chưa thấy về nữa. Trời đất ơi, chỉ có mượn cái cây đàn pin thôi mà cô qua báo thức người ta vậy hả? Không phải, cô Linh đang lo cho anh Út, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho anh ấy kìa. Thì hắn không về tối nay thì sáng mai hắn cũng trồi đầu về thôi. Chắc là đi uống cà phê đâu đó rồi quên đường về luôn. Nhưng mà gần đây đâu có quán cà phê nào đâu. Cô mới tới đây lần đầu, làm sao cô biết ở đây không quán cà phê? Cô Linh nói đúng đó, ở vùng này không có quán cà phê đâu. Vậy có khi nào nó bị bắt cóc tống tiền không? Nhưng mà công nhân nghèo lắm, lấy tiền đâu ra mà chủ. Ha, hơi căng à. Chết cha, có khi nào nó bị cọp beo trong rừng tha sáng không? Hả? Không có, khu vực này làm việc có cọp beo, mà dù có đi chăng nữa, cô ba Tú trong rừng á, làm sao dám ra đây. Vậy giờ sếp nói đi, rốt cuộc là nó bị gì? Bây giờ muốn biết nút đi đâu, chúng ta phải đi tìm ảnh. Ủa, đi tìm liền giờ hả sếp? Ừ, phải tìm chứ sao. Còn cô Linh nữa, phải ở nhà cô nhà. Chúng tôi đi vòng vòng khu vực gần đây để mà tìm ảnh nha. Ê khoan sếp, hay là để em kêu anh Năm đi chung cho, đội hình nó mạnh. Ừ, đi lẹ đi, tôi vô lấy hai đèn pin. Dạ. Ê khoan đã. Hả? Thôi, tôi ở nhà một mình không được đâu, tôi sợ lắm. Anh cho tôi đi theo với. Tại cô hết á. Cũng cứ tật nhiều chuyện của cô, nên bây giờ mới cực nè. Cho cô ở nhà cho, mà nhát cô chơi. Tôi Tại sao chưa đi nữa? Dạ, đi liền. Nè, nhanh lên. Dạ, đi. Anh Nam ơi, anh Nam, đi em. Dạ. Ai là người phát hiện ra anh ta? Dạ tôi. Tôi đang đốt với tiền vàng bạc thì tôi thấy anh ta chết rồi. Anh Út, anh ta vẫn còn sống. Đưa anh ta đi bệnh viện đi. Là để đút anh vậy mà tưởng đâu không biết đói chứ. Anh tỉnh rồi hả? Cái anh này. Chúng tôi đến đây để lấy lời khai của anh. Tối hôm qua anh lên miếu để làm gì? Anh nói gì vậy? Thưa, tôi không có giỡn nha. Anh mà không cho lời khai đàng hoàng tôi đem lên công an xã tôi nhốt anh đó. Bình tĩnh đó Long, từ từ đừng có nóng. Hồi hôm qua tới giờ ông chỉ nằm mớ không à, không có chịu nói năng gì hết trơn á. Mớ là mớ cái gì? Ông ú ớ gọi bà nào đó cầu xin á, bà ơi đừng có, tha cho con đi, bà ơi cứu con đi, khóc la sùm hết trơn á. Bà là bà nào? Thì ở đây ai mà không biết, nói tới bà là bà ở trên núi. Bà trên núi thì liên quan gì tới chuyện này? Cái này á là tôi nghe người ta nói, người ta nói chứ không phải là tôi nói. Là cái anh công nhân này nè, bị bà quở vì dám lên núi phá miếu bà. Chẳng những như vậy nha, mà còn giấu cái bàn thờ của bà. Lẽ ra là bà giật chết rồi đó, chắc là do ảnh hỏi lỗi nên bà tha đó. Mấy cái chuyện tầm xàm ba láp mà mấy người cũng tin được nữa hả? Không tin đi, coi chừng có ngày bị bà quở chứ sao. Bà quở á là quở mấy người tung tin đồn nhảm. Bà còn mượn trụ sở công an của tôi để nhốt mấy người đó đó. Nè, hai vợ chồng biết không, tới giờ này nó cũng chưa có tỉnh, mà chắc là không bao giờ tỉnh đâu. Sao lạ vậy? Thì chừng nào cái đám công nhân làm đường đó nó còn ở đây thì bà vẫn quở dài dài, tới khi nào mà tụi nó biến khỏi đây thôi. Đúng rồi, chị đâu ưa cái đám làm đường đó, bởi vì tụi nó làm đường thì phải dẹp bỏ cái miếu bà. Thì đó, bởi vậy mọi người muốn được bà phù hộ cho làm ăn thì phải cùng nhau bảo vệ miếu bà. Tôi nói đúng không? Đúng. Không có để bọn làm đường á đụng miếu bà được đó. Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mai trong cơn đau vui làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bữa tranh em xin về mau. Anh bị sao vậy? Tôi đâu bị gì đâu, tôi đang hát mà. Trời ơi, gì mà tôi tưởng ai bóp cổ anh không đó. Ồ, giọng ca tôi thấy ghê vậy hả? Nhưng mà sở dĩ tôi ngồi tôi hát là do tôi buồn. Mà anh buồn chuyện gì vậy? Thì không có chuyện gì làm mới buồn nè. Cô Linh, có khi nào cô ngồi ở quán cà phê từ sáng tới chiều cô bán mà không có một người khách nào không? Thì cũng có. Khi nào? Thì mỗi lần anh mở hàng cho tôi á là tôi ế từ sáng tới tối luôn đó. Cô cũng biết nói chơi quá. Nhưng mà nói gì nói chứ tôi mở hàng cũng đỡ hơn sếp lớn mở hàng đúng không? Nhắc mới nhớ, mà sếp Bạch đi từ sáng tới giờ chưa về nữa. Ổng đi đâu kệ ổng đi, ổng mà bị bà bắt tôi còn vui hơn nữa kìa. Nói gì kỳ cục vậy, vui gì chứ. Bà bắt ổng thì sếp Phúc lên làm sếp, lúc đó thì mình vui đúng không? Nói bậy không à? Em nói thiệt mà. Kỳ này mà ông Bạch như ông Út hả, làm cho ông đi mút mùa khỏi kiếm luôn á. Anh Phúc ăn gì chưa? Em dọn cơm cho anh ăn nha. Em dọn lên đi, anh cũng đói rồi. Dạ. Em dọn đi, anh cũng đói rồi. Công nhận sếp tốt phước thiệt. Đàn bà con gái ai cũng ngọt ngào mềm mỏng với sếp. Còn em nghe, em mới vừa mở miệng ra nó chửi từ đời cha đến đời ông em luôn á. Bớt nó bậy lại đi thì không bị chửi đâu. Sếp gọi cho ai vậy? Tôi gọi anh Bạch về ăn cơm. Điện thoại ngoài vụ phủ sống rồi. Đúng rồi, người cõi trên mà, làm gì có mảng được. Nó bậy bạ không? Sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Gì vậy? Gì à? Ông đừng có nói với tôi là ông đi tìm ông Bạch rồi ông Bạch bị ba bắt thiệt nha. Tao không biết nữa, nhưng mà ông hẹn với tao là 4 giờ đi khảo sát đường với ổng, mà bây giờ ông mất tiêu à. Còn điện thoại cũng tòi tí te luôn. Tôi cũng có gọi điện cho anh Bạch mà không có được. Bây giờ mình tính sao đi sếp? Chắc là có chuyện gì cho nên anh Bạch không có ở đây á. Chúng ta lên miếu bà kiếm anh đi. Trời ơi sếp ơi, trời ơi, tìm kiếm ổng làm chi đúng không? Ổng mất tích là mừng lắm rồi, ổng đi thì cứ để cho ổng đi đi, kiếm làm gì? Để cho sếp làm đội trưởng có phải sướng hơn không? Nó bậy nó bạ không à? Ê sếp, sếp. Trời, mọi người đi hết trơn rồi, dọn cơm lên. Ai ăn đi trời. Ông này nhìn nó ghê vậy. Hình như ông còn thở kìa. Đâu? Đó. Có rồi mày ơi, chết rồi mày ơi. Nằm bất động gì mà nó thở. Kìa, trời ơi bà con ơi, cái bụng kìa. Ghê quá. Ê, hình như ông còn sống mày ơi. Ông chết rồi, ông yên tâm đi, tôi bảo đảm cho ông nè, ông chết rồi. Gì vậy? Đây là ở đâu vậy? Trời ơi. Tôi nói bà nghe nè, bà không biết đó thôi. Có hai người chết rồi đó nghe. Một người đứng đầu công trình, còn một người là công nhân. Trước khi chết đó, họ học ra tô máu vậy đó. Sao tôi nghe người ta nói là hai người đó đâu có chết. Chỉ có khi tỉnh lại là họ không có nhớ gì hết á. Trời ơi chết. Tôi nói với bà là chết. Chết chứ sao không chết. Tôi đảm bảo với bà là hai người đó chết rồi. Gì hả? Hai người đó đi chầu Diêm Vương rồi. Nhưng mà Diêm Vương tra sổ lại, thấy hai người đó chưa có tới số nên cho sống lại. Nhưng mà sợ họ tiết lộ chuyện ở địa phủ nên họ cho ăn cháo lú, nên không có nhớ gì hết trơn á. Trời ơi tội nghiệp quá ha. Lúc tỉnh dậy họ không nhớ gì hết trơn á. Trời ơi tôi còn nghe nói đó hả, khi đào móng của công trình á thì máy xúc đó hả, nó đụng rất là nhiều xương người. Xương người á thì không sao, nhưng máy xúc á nó gãy rời tùm lum tùm la ra hết trơn luôn á. Chưa hết đâu nghe. Tối mà công nhân ngủ ở mấy cái láng đó nghe. Trời ơi thấy cái bóng người phụ nữ mặc áo trắng nghe, đi lòng vòng ở trong trời nhà luôn. Ý, thấy ớn không? Vậy là đúng là bà làm rồi còn gì nữa bà. Nhưng mà chính mắt bà có thấy không? Hay là bà nghe nói lại? Tôi có vô được đâu mà thấy. Tôi nghe bà Lanh bà kể lại cho tôi. Như vậy chắc là bà hiển linh rồi đó. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Mấy bà thấy không, không có lửa làm sao có khói. Cái công ty xây dựng này không có thọ đâu. Sớm muộn gì cũng phải rút thôi. Bà muốn như vậy đó. Dạ muốn xin làm công nhân làm đường. Em đã bao giờ làm công việc này chưa? Dạ chưa, em là sinh viên xây dựng, em đang học ở thành phố. Nếu vậy thì em cũng biết, muốn làm công nhân làm đường thì cũng phải có tay nghề. Dạ nhưng mà em cũng có thể làm công việc khác như là phụ hồ cũng được. Nhưng công việc phụ hồ cực khổ lắm, em nhắm có làm được không? Gia đình em là dân lao động ở đây mà anh. Mấy chuyện nặng nhọc này em có thể làm được. Em cũng muốn có kinh nghiệm để sau này có thể làm đề án tốt nghiệp. Với lại em cũng muốn kiếm tiền trong dịp hè để có tiền đóng học phí. Nhưng mà gia đình của em có bằng lòng cho em làm việc này không? Dạ em chỉ có mẹ thôi. Mẹ em rất là ủng hộ trong công việc này. Mà em biết là nhiều người dân cũng ủng hộ. Con đường xuyên rừng nhất định phải hoàn thành. Anh cảm ơn em. Và anh đồng ý cho em tham gia vào đội ngũ của công nhân làm đường. Dạ em cảm ơn anh. Chán quá mày ơi. tối hôm qua uống vậy mà nhiều ha. Nhiều đâu mà nhiều, uống xíu nhiều gì. Vậy mà hôm qua tụi nó còn rủ mình đi uống nữa. Ê, mày có biết cái vụ hai thằng công nhân bị bà giấu không? Sao không biết mày, đó có mặt tao nữa mà. Ghê quá vậy. Mày biết ai làm chuyện đó không? Ai? Là anh hai chứ ai. Trời, có nữa hả? Có. Chuyện đó là như vậy nè. Chào chú em. Cho anh hỏi, chú em có phải là công nhân xây dựng mới tới đây không? Ông nhìn tôi sao ra công nhân vậy? Tôi là đội trưởng đội công trình ở đây. Toàn quyền chính xác nằm trong tay của tôi. Ồ, vậy hả? Vậy mà tôi không biết. Xin lỗi nghe. Cái gì vậy? Tôi đâu kêu đồ ăn đâu. Là tôi kêu đó. Tôi kêu để xin lỗi cậu. Bởi vì tôi đã nhìn là làm cậu là công nhân. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải biết. Công nhân mà làm sao có tướng sang trọng như vậy được. Muốn nói gì nói thẳng đi. Thằng này không thích đi vòng quanh trái đất đâu. Từ từ, không có gì phải nóng hết. À mà tất nhiên là tôi sẽ nói cho cậu biết. À mà thôi, làm trước một cái đi rồi nói gì nói. Chai rượu này có người đã cất 20 năm rồi. Bây giờ họ mới tặng cho tôi. Người ta có nói là khi uống cái rượu này vô á thì mấy cái vụ gì đó hay lắm đó. Cứ làm ly thử đi mà. Ngon phải không? Đây, làm thêm một ly nữa nghe. Đây nè. Món này rất là ngon. Đích thân tôi kêu chủ quán làm cái món này cho cậu. Mời cậu. Ăn đi. Ngon không? Bây giờ tôi có điều này muốn nói cho cậu nghe. Hùng hả? Làm sao xảy ra chuyện đó được? Trời. Thôi được rồi, cậu không muốn thì thôi, tôi đâu có ép cậu đâu, đúng không? Thôi mình làm một ly nữa đi, coi như chuyện đó tính sao nè. Vô. Ăn nhậu ra ăn nhậu nha, không có liên quan chuyện đó đó. Yên tâm đi mà, cậu đã không thích thì tôi đâu ép cậu. Vô đi. Đây, đây nè. Cái món này ngon lắm đó nghe. Gắp đi. Gắp lên đi. Rượu mạnh quá hả? Ngon mà. Sao vậy? Hả? Nè, có sao không? Nè, đồ yếu dữ vậy. Sao? Nè. Còn ngon nớt lắm đó cưng. Đáng đời thằng chó đó. Mày nhớ là mày đừng nói cho ai biết nha. Biết là đại ca xử mày đó. Ừ, biết rồi. Thôi Về, đi. Thiệt là quá đáng mà. Đúng là giặt ngay sau lưng ta. Cái thằng cha chuột bạch này, thằng chả mà là con chuột là em gắt cái đầu, em đi thí nghiệm liền á. Nè, anh nhỏ cái miệng anh lại đi. Anh Bạch, anh nghe thấy bây giờ đó. Nghe thấy thì sao chứ, tôi đâu có sợ ông đâu. Cái này chúng ta chỉ mới nghe từ người khác thôi, nhưng chưa biết là có rõ sự thật, nên đừng vội vàng kết luận như vậy. Nói chung vậy là đúng quá rồi, không có cần nói thêm gì nữa đó. Mà nói thiệt, thằng Út này cũng lạ, tự nhiên tiếp tay cho giặc à. Có thể anh Út cũng gặp trường hợp giống như anh Bạch. Nói thì người ta biết chơi bời lung tung, làm chuyện xấu cho nên im luôn. Mà thiệt, tôi cũng thấy tức mấy người dân ở đây nữa. Chuyện bé xé ra to, làm ảnh hưởng đến tụi mình. Em nghĩ nếu người dân ở đây không bị bọn xấu xúi giục thì chắc họ cũng không phản đối công ty xây dựng mạnh mẽ như vậy đâu. Thực ra thì khó trách họ lắm. Tâm lý người dân ở đây thì rất là tin vào tâm linh, và chuyện ma quái nữa, nên xa đà mê tín dị đoan. Mà cũng khó trách họ lắm, mình giải thích sao họ cũng không hiểu đâu. Thiệt khó quá à. Cái chuyện này á, phải suy nghĩ hơi lâu đó sếp. Vậy bây giờ tính sao anh Phúc? Anh sẽ đến quỹ ban để mà nói chuyện với họ. Dù gì thì họ cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Chính xác. Em ủng hộ sếp. Em sẽ đi với sếp. Không cần đâu, anh ở nhà phụ giúp với mọi người là được rồi. Tôi sẽ đi một mình. Sếp. Buôn bán phải có đôi lời mời, bán xong rồi phải có đôi lời cảm ơn. Dòng đời tựa như cơn gió nhẹ nhàng từng đêm thoáng qua, hạnh phúc mong anh trong em sao vẫn chưa tìm thấy, chỉ là những nỗi nhớ về anh. Cuộc tình còn bao oan trái, yêu thương vẫn chưa xóa nhòa, từng bước chân em bơ vơ trên những con đường vắng. Giờ đây có lẽ em phải quên đi một chuyện tình đã qua, để thôi không còn thương đau và nhung nhớ. Khép đôi mắt lại để nhìn cuộc đời bằng niềm tin, để nhìn cuộc đời bằng con tim bình yên. Từng phút giây lướt qua, chỉ riêng một mình em và trên môi. Oh